Kính chào quý bạn và các vị từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn đến sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa, chào đến Lào Cai, em chào từ Hà Giang, chào sang Yên Bái. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn một trong những công cụ cho phép chúng ta sử dụng để lựa chọn điện thoại smartphone phù hợp với nhu cầu của mình. Internet của mình bây giờ vẫn chưa load xong. Và đây là giao diện của website. Sau khi các bạn truy cập vào, chúng ta sẽ bấm bắt đầu. Lưu ý là toàn bộ website là hoạt động bằng tiếng Anh, chúng ta không có tiếng Việt. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi trò đuổi hình bắt chữ luôn. Ở đây nó sẽ cho mọi người biết lựa chọn dựa trên nhu cầu của chính mình, bao gồm có tất cả là 12 cái. Và chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn. Đầu tiên, nhu cầu của mình là chụp hình. Nó sẽ hỏi bạn chụp bao nhiêu tấm một tuần. Mình sẽ chụp khoảng 40 tấm. Sau đó mình bấm Next tiếp theo. Mọi người sẽ được câu hỏi thứ hai, đó là theo bạn thì camera của các bạn thì có gì quan trọng nhất. Các bạn sẽ lựa chọn là nhanh và chất lượng chụp ảnh cao, hoặc là tuyệt vời dùng để tự sướng. Thì mình sẽ nhanh và chất lượng chụp ảnh phải thật cao. Như vậy mình hoàn thành xong cái nhu cầu đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ đi đến một số nhu cầu còn lại. Camera chuyên để tự sướng với khả năng rung tuyệt vời dành cho chị em. Rất tiếc là cái đấy thì không có trong này. Thì chúng ta sẽ lựa chọn sang cái phần đến phần chơi game. Nó sẽ hỏi là các bạn chơi game bao nhiêu lâu một ngày. Thì mình sẽ lựa chọn khoảng 1 cho đến 2 tiếng. Rồi nó sẽ hỏi là các bạn chơi thể loại nào, truy sâm, for sâm, xích sâm. À không, thực ra nó chỉ có mấy thể loại thôi. Đua xe, bắn súng, cưỡi ngựa xem hoa. Đó, ném đá giấu tay thì các bạn thích chơi thể loại nào? À, mình chơi thể loại đua xe bắn súng. Sau đó mình chọn tiếp là cái mục xem video. Đâu là thể loại phim mà bạn yêu thích? À, đầu tiên nó phải xem là bạn xem bao nhiêu lâu một ngày. Mình xem 2 tiếng. Đó đó là nó hỏi là bạn xem ở đâu? Xem ở trên mạng YouTube, stream về hay download video? Mình hay xem trực tiếp trên YouTube. Cái nữa là mình rất hay dùng mạng xã hội, mình chọn social media. Đấy, như vậy đây là về cơ bản cái nhu cầu của mình sau khi đã lựa chọn xong. Các bạn bấm vào mục Show me phone, cho tao xem điện thoại của tao đây. Và các bạn sẽ lựa chọn nhà mạng. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể lựa chọn Viettel, Vinaphone, Mobile Phone hoặc là mạng ong chúa gì đấy. Nhưng ở đây thì nó không có Việt Nam đâu, nên mà chọn Choose Later, chọn lại sau. Vâng, như vậy là nó được ra đúng 3 cái chiếc điện thoại mà rất phù hợp với nhu cầu của mình. Đầu tiên là Samsung Galaxy S6, tiếp theo là LG G4 và cuối cùng là HTC One 19. Đảm bảo cho mình là vừa thông minh, vừa nhanh, vừa phù hợp cho chơi game và khả năng xem phim, chụp ảnh, tất cả đều tuyệt vời. Nhưng mà nó quên mất một vấn đề, nó không hỏi về giá tiền. Tất cả những cái chiếc máy này, 96% người dùng khi làm cái bài trải nghiệm đều đưa ra những con flagship hàng đầu với mức giá hàng chục củ. Và nó không hỏi một chút nào đến giá tiền. Chính vì vậy nên cái này chỉ gọi là làm cho vui, hoặc các bạn nào thích rảnh quá thì vào phân vân thì xem một thôi. Còn cái việc mà không có giá tiền sẽ là một yếu tố quá quan trọng. Nếu mà các bạn chọn tất cả nhu cầu vừa rồi mà nó cũng toàn đưa ra đáp án này thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Như vậy đây là một website cho phép chúng ta tìm ra chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu của mình từ chính Google đưa ra. Và cái độ hữu dụng của nó thì các bạn biết rồi đấy, sau khi xem video đã tự hiểu. Nhưng các bạn thử làm xem nó có ra đáp án khác của mình hay không. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.